Xin chào quý vị bà con nông dân trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay xin chia sẻ với các bạn là cái con đà điểu giống tại cơ sở bán đà điểu giống Anh Thao thuộc địa chỉ là thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì cơ sở này được có thể nói là như là con đẻ của trại đà điểu giống Thụy Phương. Thì trên hình ảnh các bạn đây là một cái đơn hàng của bên cơ sở mình đã chuẩn bị đóng gói và chuyển đi đi Bắc Giang. Hai bác đây thì có cũng là hai bác nông dân và cũng đã rất tin tưởng ở bên cơ sở mình, và bên mình sẽ đóng vào thùng xốp như thế này. Cái thùng xốp này thì là cái thùng xốp rất là đảm bảo, bởi vì nó rất là quy cách để mà đảm bảo cho con đà điểu được di chuyển cái quãng đường dài như thế, thì chúng vẫn có thể là khỏe mạnh khi mà bà con và anh chị em nhận để làm giống. Thì với cái con giống như vậy thì bà con có thể là phát triển tại quê hương mình. Như các bạn có thể biết là con lợn năm 2017 là một kinh hoàng với nhiều người, do thị trường Trung Quốc mà cũng một số những cái khác làm cho bà con nông dân cũng cảm thấy rất là vất vả khi mà phát triển chăn nuôi, dính vào con lợn, con gà thì cũng đôi khi cũng bấp bênh. Thì chính vì nằm trong cái yếu tố đó thì mình mới nhận thức là tại sao mà người dân Việt Nam mình lại không chủ động được tự cung tự cấp được những cái con giống, để mà mình có thể là gì không phụ thuộc vào Trung Quốc nữa. Thì giới thiệu với các bạn là đây thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, là một cái nôi để phát triển cái con đà điểu. Thì câu chuyện về con đà điểu như sau. Thì chính phủ Việt Nam mình có giao lưu và được chính phủ nước ngoài là cho tặng 100 cái quả trứng đà điểu từ châu Phi mang về. Thì chính phủ đã ra quyết định là giao nhiệm vụ này cho Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, một trong những cái trung tâm ở ngoài miền Bắc là duy nhất phát triển con đà điểu. Thì các anh em đã ấp 100 quả trứng, thì do kinh nghiệm của đấy thì đã lở được là gì 36 con. Và khi mà nuôi đến lúc trưởng thành thành đàn bố thành đàn mẹ thì là đó là những con chỉ còn có 17 con. Và hiện bây giờ thì sau nhiều năm nhân đúc ra và gì nhân bản ra thì thị trường đà điểu đã được xuất hiện ở một số các tỉnh thành phía Bắc và phía Nam. Đó là con đà điểu được xuất hiện ở Hải Dương, ở Thái Bình, ở Thanh Hóa, và đặc biệt ở trong miền Nam là họ phát triển rất tốt. Thậm chí bây giờ trong miền Nam họ còn bán con giống ngược lại cho các anh em ở ngoài Bắc. Thì trên màn hình nhỏ các bạn đây thì các bạn thấy là con đà điểu này thì thực tế là nó cũng là vừa với cái mức độ là mình về mình nuôi, mình phát triển nó cũng được đảm bảo rồi, đảm bảo rồi. Bởi vì là đây thì nếu như mà chưa được xử lý phác đồ thuốc, quy trình thuốc thì mình cũng sẽ không bán cho bà con đâu. Bởi vì là cái con đà điểu này khi bóc trứng ra thì nó phải có dành cho những cái người úm khá là quen, khá là thân thuộc và chuyên nghiệp thì nó mới đảm bảo. Bởi vì cái giá tiền của nó sẽ dao động từ 1,5 triệu đổ lên, và gì có những cái con nó có thể là lên 2 triệu hoặc là hơn nữa, tùy vào ngày tháng tuổi. Thì trên đây thì là những con đà điểu này là được 15 ngày tuổi. Thì các bạn có thể thấy là mặc dù là gì chúng sau này nuôi khoảng 9-10 tháng thì chúng có thể là lên đến hàng tạ hoặc là hơn. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là
nó sẽ được uống trong cái một vài tháng đầu, 2 tháng đầu một cách an toàn, bởi vì là thường là những cái rủi ro nó sẽ xảy ra trong 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 quá trình 2 tháng đầu. Thì cái vận chuyển thì bên mình có thùng xốp như này và cái miếng nót bằng như kiểu là cái đệm ở trên sàn ô tô hoặc là trên sàn nhà. Thì các bạn có thể thấy là gì, nó rất đảm bảo khi đi, là một lúc là con đà điểu nó sẽ ngồi xuống. Và đây là một cái đơn hàng, đây là một cái đơn hàng do số điện thoại là chị Thắm Toàn 0166 599 0637. Địa chỉ của chị ý là thuộc Cầu Ván, Dương Đức, Lạng Giang và Bắc Giang, huyện Lạng Giang, thành phố Bắc Giang. Thì anh chị Thắm Toàn cũng đã tin tưởng và gì và gọi điện cho bên mình, thì bên mình sẽ cung cấp cái con giống, con chim cu gáy và con đà điểu. Thì hôm nay là mình sẽ đóng cái thùng xốp này chứa đựng 5 con, và rất là đảm bảo, cho ăn uống đảm bảo và gì, để đi trên đường từ Ba Vì lên Bắc Giang. Thì cái thể lệ thì các bạn yên tâm là bên mình sẽ giao hàng tận nơi và gì sẽ vận chuyển tận nơi cho quý bà con và các bác để phát triển con đà điểu. Bởi vì anh chị Thắm Toàn này thì cũng có chia sẻ là anh chị cũng là nông dân nông nghiệp rất là chất phác, bỏ ra số tiền là gì khoảng trên dưới 10 triệu, thì cũng gần như là một cái số tiền mà người ta bỏ tất vào cái công phu cũng như là cái niềm hy vọng của người ta. Thì chúng tôi cũng đặt một cái đau đáu một cái nỗi chia sẻ là để làm sao cho bà con phát triển những con giống mới, cây giống mới để phát triển về kinh tế Việt Nam. Thì mỗi con đà điểu này cũng được đánh mã số như 750178, đó là những được gắn như một cái tên của chúng để theo dõi về sau và gì quản lý sổ sách từ những cái việc ấp lở ra để chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm. Tuy nhiên các bà con về thì các bạn nuôi tự do này thì các bạn có thể là để vậy cũng không sao, hoặc là nếu như mà vướng víu quá thì các bạn có thể là gì gỡ bỏ nó ra cho khỏi vướng. Thì một số cái lưu ý khi mà bà con nhận đà điểu ạ, đầu tiên là các bạn nhận về thì các bạn thả vào cái diện tích vừa phải, bởi vì đi đường nó mệt thì các bạn không nên để nó rộng, nó đi lại nó càng mệt hơn. Tốt nhất là cho nó khoảng 1 mét vuông nằm nghỉ và có máng uống nước. Máng uống nước thì cái máng uống nước này các bạn có thể dùng bằng cái máng bằng gốm, vanh tròn khoảng 2 đến 30, đường kính 2 đến 30 và gì cao khoảng 5 phân thấp thôi, để con đà điểu nó cúi xuống nó uống nước. Và cái cám thì nó là cái cám cám úm, cám viên của hàng gia cầm. Các bạn có thể lấy loại từ 0 đến 20 ngày tuổi của ngan, của gà, của hàng gia cầm. Thế thì con đà điểu này thì trong quá trình các bạn về, các bạn phải sắm một cái nhiệt kế, một cái bóng sưởi như là úm gà ấy. Và các bạn đầu tư cái chuồng trại, nếu các bạn rải nỉ, rải thảm như thế này là tốt nhất lúc 2 tháng đầu. Nếu như các bạn có thể không thì san phẳng nền và rải cát lên thì cũng tốt. Và cái nhiệt độ thích hợp ở trong cái chuồng úm của con đà điểu là nó sẽ phải ngoài 33 độ đến 38 độ. Thực tế là rất nóng, bởi vì là nguồn gốc con đà điểu này nó được xuất phát từ châu Phi, chúng trên sa mạc. Và chúng cái gì, chúng rất là nhát, khi mà có tiếng còi ô tô hoặc là tiếng động bất thình lình thì chúng có thể hoảng loạn chạy một cách bất chợt. Chính vì thế là tôi muốn nói đến cái nỗi thứ hai của bà con trong quá trình chăn nuôi gặp phải là cái sàn chuồng không được để gồ ghề gốc cây hoặc là những cái mỏm đá, hoặc là có những cái chỗ đường chạy góc cua thì chúng hoảng loạn, chúng chạy chúng không 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 định hình được, thì chúng va vấp vào những cái đầu nhọn hoặc những cái vật cứng. Con đà điểu nó chỉ có 2 chân để di chuyển, mà nếu như mà ngã hoặc là gì va đập vào đâu thì chúng có thể là bị khèo chân, bị sứt khớp thì không thể chữa được. Có những con nó sẽ trở thành tật nguyền và chỉ chết hoặc là không 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 di chuyển được. Thì đấy là cái lỗi mà các bạn do cái khuôn viên chuồng trại các bạn không chuẩn bị trước. Cái chân của nó rất quan trọng, nó đứng được, di chuyển được mà nó ăn được thì nó mới sống được.
và cái nhiệt độ các bạn lưu ý. Thì các bạn có thể thấy là gì, là cái con đà điểu này thì nó cũng khá là dễ nuôi. Nếu như các bạn nuôi hết cái giai đoạn úm 2 tháng đầu thì con nó các bạn có thể tập cho ra sân chơi, cho ra nắng ra gió, và lưu ý là lúc 2 tháng đến 3 tháng là vẫn cũng phải kiêng dí nước mưa. Cái nhiệt độ của nó lúc nào cũng phải đảm bảo tầm 3 trên 30 độ. Nếu mà nó nhỏ quá, thấp quá thì các bạn có thể thấy là nó bị lạnh bụng và nó đi ỉa. Thì thường là không ạ. Hoặc là cái lỗi thứ ba là các bạn gặp phải là cái lỗi mà gì, là trong cái sàn chuồng các bạn có những cái vật linh tinh, giấy bóng hay là những cái cao su mà con đà điểu thì nó nhỏ, nó chưa nhận thức được, hoặc kể cả nó to đấy thôi, nó nhặt, nó ăn, nó đói, nó buồn miệng, nó nhặt, nó ăn thì nó không tiêu hóa được ra khỏi cái bộ phận tiêu hóa dạ dày của chúng. Kinh nghiệm này có bởi vì chúng tôi đã phát triển trước, và có những khi mà giết mổ những con đà điểu thì trong dạ dày nó có những cái vật như vậy, và có những con đà điểu đấy thường là gì, chậm lớn. Thì tôi cũng lưu ý bà con là tránh cái đồ linh tinh vứt trên sàn nền chuồng. Đó. Thì về cơ bản thì các bạn khoảng 3 tháng đổ đầu đi thì các bạn có thể là dùng rau muống, rau lang, hoặc là những cái cỏ dại mềm mang tính chất là gì, chất xơ, là chất cỏ, để trộn vào với cám đậm đặc, hoặc là cho ăn thêm. Thì số điện thoại liên hệ là 0163 530 5982. Cái địa chỉ là cái gì, thuộc bộ phận là thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tiếp theo là 0989 177 982. Quý vị và các bạn hết sức yên tâm khi mà gì, đặt niềm tin vào cơ sở của chúng tôi, vì chúng tôi là như con đẻ của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Trị Phương. Cái tiêu chí của chúng tôi là uy tín và tinh thần là chia sẻ cái băn khoăn, cái trăn trở, và cũng như là cái khó khăn của bà con nông dân. Rất là gì, trông đợi tất cả kinh tế của gia đình vào cái việc chăn nuôi. Thì con đà điểu này sẽ được đóng vào những cái thùng xốp theo quy cách như thế này, để chuyển đi đến đúng cái nơi mà bà con đã đặt. Thì nó sẽ dao động tầm 2 triệu một con, tùy vào cái có thể giảm đi hoặc có thể cao hơn, thì các bạn có thể tính ra. Và mình cũng nói luôn là các bạn có thể là yên tâm khi mà nuôi sau vòng 8 tháng thì có thể là mỗi một con sẽ cho lãi suất từ 3 đến 6 triệu, tùy vào cái nguồn thức ăn sẵn có hoặc là cái cách nuôi. Đấy. Thì là bà con có thể nhân đầu lên thì nó hiệu quả hơn con lợn con gà. Các bạn có thể là yên tâm khi mà gì, có những cái hội nghị, có những cái gia đình bữa tiệc, có chúng ta có thể là chủ động vật một con đà điểu ra như một con lợn, chúng ta chế biến thành những cái món ăn, và các bạn nuôi đến lúc trưởng thành thì bên cơ sở chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ là nhập lại với cái giá thương phẩm. Giá bây giờ thì có thể là dao động khoảng 90.000 một cân. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Thân ái hẹn gặp lại các bạn. Hãy đăng ký kênh để đón nhận video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, chúc sức khỏe các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.